À, do đánh cái nhãn hiệu chai nước sữa riết giống thì vì ở bên mình nó là mình ăn hải sản nó nắm đúng không, hấp nấm đúng không, thì bên Tây á nó hấp chín xong rồi nó vô nó để tủ đông nó lạnh ngắt lạnh ngơ luôn, y như là mình đang ăn đồ đông lạnh vậy đó. Mười chín tháng chín chị chơi nhạc ở Top Du lúc mấy giờ? Hình như là tầm 10-11 giờ đó. Kia khuyết điểm ngay chỗ cái lỗ mũi. Môi chị có đang son không? Chị có, môi chị đang son. Lâu tới tháng 11 quá mọi người ơi. Thật là lâu quá đi. Lâu tới tháng 11 quá. Thì chỗ này nó bị co rút lên, nó thấy cái thịt, nó thấy cái mũi đen đen thì ngon, phải che khuyết điểm lại thì nhìn nó sẽ đỡ hơn đó. Giờ chỉnh lại không được hả chị? Bút viết gì? Đợt này sửa nghỉ ngơi kỹ nha chị. Vẫn nghỉ ngơi được có 2 tuần à. Mình đang viết nữa. Có chứ. Sao chị mong tới tháng 11 vậy ạ? Sợ quá. Thường á thì ở trong mấy bạn mà đang coi livestream của Ngân á, có ai đã từng bị co rút mũi chưa? Và mọi người thấy cái co rút mũi á nó nhanh không? Nó rút lên nhanh không? Tại vì Ngân sợ có khi nào tự giờ cho tới tháng 11 á nó bị co rút lên cao lên trên này không? Tại vì á là bây giờ Ngân về Việt Nam xong rồi đầu tháng 10 á, ngày 1 tháng 10 là Ngân bắt đầu Ngân đi Mỹ, đi Mỹ tới 13 tháng 11 là mới bay về, là đi là 40 mấy ngày á, đi 40 mấy ngày á. Cho nên sợ là trong thời gian đó nó bị rút lên cao quá. Chứ Ngân thấy á, hả, dạo gần đây có rất là nhiều video á của những người mà người ta bị co rút mũi á nha, mà người ta co rút nhìn nó nặng lắm kìa, nhìn hai cái lỗ mũi nó dính vô trên này luôn, thì Ngân không hiểu tại sao người ta có thể để tới mức như vậy được luôn ấy. Tại vì mình thấy nó co rút mà hơi nặng một tí xíu như Ngân thôi mình có thể đi sửa lại được rồi, mà tại sao lại để co rút mà nó dính vô trong này, có phải là do không có kinh tế để sửa lại hay không? Nhưng mà Ngân thấy là cũng nhiều người cũng không có đến nỗi là nhìn vô, thì cũng không phải là đến nỗi là không có kinh tế để sửa lại, nhưng mà tại sao lại để cái mũi mà nó rút mà nó dính lên trên này luôn, là sao ta? Thì có khi nào mà nó co rút nhanh quá không ta? Cho nên là Ngân chỉ sợ cái điều đó thôi. Nếu mà do người ta không có kinh tế thì Ngân còn yên tâm, chứ mà nó mà co rút mà nhanh như vậy trong vòng 1-2 tháng mà nhanh như vậy chắc chết luôn á. Tại vì hồi trước Ngân có bị co rút rồi nhưng mà chưa có co rút nặng. Tại vì hồi trước Ngân phát hiện Ngân vừa bị co rút một tí xíu thôi là Ngân đã đi sửa lại rồi. Còn bây giờ Ngân không sắp xếp được thời gian. Rất nhanh luôn. Ghê vậy trời. Chết tôi rồi. Chị tranh thủ đi. Mũi bị viêm, mũi mới co rút. Vậy là chắc của Ngân bên trong bị viêm rồi. Nào chị về Bình Định dạ. Chị cũng không biết nữa. Ngân đang ở Oslo. Đúng rồi, Ngân đang ở Oslo. Ngày mai Ngân về rồi.
ngày mai anh về rồi. Ô lạ lạ. Bây giờ chỉ mong một điều rằng là thôi đừng mong, sợ nhiều khi mong rồi nó lại bị ngược lại. Mong là nó đừng có bị co rút nhanh, nó trụ được tới tháng 11. Tại vì là nguyên cái tháng 10 của Ngân là Ngân đi diễn liên tục luôn, 14 show. Ít lô gần Na Uy. Ít lô Na Uy. Bên đó mấy giờ chị? Bên này đang là 2 giờ trưa. À, mình thấy mũi của Ngân co rút nhanh. Ừ, có bắt đờm thẩm mỹ không chị? Chưa, chị chưa có nói chuyện với bên đó. Tại vì hôm bữa là chị chụp cho bên đó coi á, thì bên đó nói là phải 6 tháng nó mới gom vô, nó mới đẹp. Cái câu trả lời của những cái thẩm mỹ viện và cái bệnh viện làm cho mình nó luôn luôn là như vậy. Ngân không có bị viêm tại khuyết cánh mũi thôi à. Mọi người nhắc mới nhớ. Mọi người ơi, cho Ngân hỏi là mọi người có ai đã từng bị viêm mũi chưa? Làm mũi xong bị viêm chưa? Thì cái cảm giác nó như thế nào? Cái biểu hiện nó làm sao? Để Ngân biết là Ngân có đang bị hay không. Cái biểu hiện nó làm sao vậy? Mà phải bị rồi mới biết nha. À, phải bị rồi mới nói nha. Chứ đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Ngứa nhất hả? Ngân thì có ngứa chứ mà nhất thì không có. Chảy nước mũi nhiều. Ngân có chảy nước mũi luôn. Đau nhất. Buốt nhé. Ngân thì không có buốt. Cái mũi trước của Ngân làm xong á, nó đau nhất lâu với lại buốt lâu. Còn mũi này thì không có. Mũi này thì chỉ ngứa ngứa là mình gãi thôi. Ngứa ở bên trong mũi này chứ cũng không phải là ngứa trong da thịt. Từ từ nó đỏ đầu mũi lên. Những ai mà mình đã từng làm mũi xong rồi bị viêm nhiễm thì cái biểu hiện của nó như thế nào mọi người nói cho Ngân biết nha. Ngứa là do ăn hải sản nè. Đúng rồi, ngứa là do ăn hải sản. To hôm qua Ngân vừa mới đi hải sản xong, Ngân ăn nhiều lắm. Ngân ăn tôm nè, Ngân ăn cua nè, Ngân ăn vẹm nè, Ngân ăn cá hồi nè. Ăn nhiều lắm. Ăn no luôn mà. Ăn hải sản không mà để cho no luôn là biết ăn nhiều cỡ nào rồi đó. Mọi ơi, mũi của Ngân đang bị co rút như thế này rồi, Ngân ăn hải sản được không ta? Tại vì nó cũng được 3 tháng rồi. Sao chị không kiêng? 3 tháng rồi. Mũi Ngân được 3 tháng rồi, Ngân ăn hải sản lại bình thường được chưa ta? Ý là Ngân hỏi trong cái tình trạng mà đang bị co rút như thế này nè nha. Thôi để lát hỏi bác sĩ thì cho chắc. Chị thấy có nhiều sữa thẩm mỹ xong phải thè, phải xem sưng nóng đỏ. Hạn chế thôi chị. Hạ gò má có bị sệ mạch không? Người ta nói là hạ gò má xong thì nếu mà da của mình trước đó đó nó không có bị sệ thì mình hạ xong nó cũng sẽ không bị sệ, trừ khi nào mà cái da của mình đã bị sệ sẵn rồi á, mình hạ xong thì nó sẽ sệ nhiều hơn. Nhưng mà đối với Ngân nhá, thì trước khi mà Ngân hạ gò má đó thì Ngân không hề bị sệ da được gì hết. Nhưng mà bây giờ theo Ngân cảm nhận là cái da của Ngân nó dư rất là nhiều, thì có khả năng trong tương lai Ngân sẽ sệ nhiều. Nhưng mà tới lúc đó sệ rồi thì mình nâng lên, mình kéo lên. Nghe tiếng biết Ngân chứ không nhận ra. Ngày 22 chị có về Lâm Đồng không? Có chứ. Lịch nào mà chị đã đăng thông báo là chị sẽ về đầy đủ. Lịch diễn của Ngân là Ngân đăng ở bên FB Phở Bò á mọi người. Mấy cái video đi diễn của Ngân, Ngân cũng đăng bên đó đó. Tại vì Ngân mặc đồ sexy quá cho nên là Ngân đăng bên top top, nó cứ báo cáo Ngân hoài. Nhiều lúc mà mặc đồ kín luôn nha. Mấy đứa quỷ đứa yêu cũng báo cáo hoài. Chị quay góc nghiêng đi ạ. À, hai góc nghiêng nó khác nha. Đây. Góc bên này thì là môi nó bị nhích lên hơn. Ngân bị co rút một bên này à. Chị mới tiêm môi lại phải không?
Không em ơi, hôm qua chị cũng mới livestream mà chị là mới tiêm lại, là môi của chị nó phải có dấu vết chứ, phải có dấu vết tiêm chứ. Phở bò của chị là gì vậy? Phở bò của chị tên là DJ Ngân 98 á em, mà có dấu tích xanh đó nha. DJ Ngân 98 có dấu tích xanh. Hôm nay lười gắn lông mì dạ quá cho nên là Ngân chuốt mì thôi. Sao tôi ghiền bẻ dữ rồi, chị Ngân nhuộm tóc có phải dưỡng nhiều không? Không, chị không có dưỡng gì trơn á. Hồi xưa giờ tóc của chị là chị không có bất kỳ một cái chất dưỡng nào trên đầu cả. Chị chỉ gọi đầu rồi chị gọi dầu xà vậy thôi, chứ chị cũng hiếm khi nào mà chị ù tóc nữa, lười lắm, không có nhớ để mà làm mấy cái đó. Ok, để bận mắt. Mũi chị vậy có sửa lại không? Ai kể bọng mắt của tớ đâu rồi? Makeup chuẩn bị đi đâu vậy chị? Không, không có đi đâu đó, ở nhà. Chạy nước mũi. Mọi người mà làm mũi xong á, mọi người mà bị viêm nhiễm á, thì ví dụ làm xong là 1-2 tháng sau là thấy nó viêm nhiễm liền, hay là có ai làm mũi xong rồi phải 1-2-3 năm sau nó mới bắt đầu bị viêm nhiễm không mọi người? Có trường hợp mũi nào mà 2-3 năm sau nó mới bắt đầu viêm nhiễm không ạ? Tôi 3 năm mới bị xong rồi cái mình đi làm lại mũi mới luôn được không, hay là phải rút sụn ra? Chị Ngân có hối hận khi sửa lại mặt không? Em nghĩ thử bây giờ cái mũi của chị mà nó bị lõi như vậy thì chắc chắn là hối hận rồi. Tại vì nếu mình sửa lại mà nó không có lõi cái gì á thì mình không hối hận. Nếu mà cái lỗ mũi của Ngân nó không lõi thì chẳng có gì phải hối hận cả. Còn bây giờ nó lõi thì mình hối hận là tại vì là mình không có đủ kiến thức để mà mình hỏi những cái câu hỏi với bác sĩ, giống như là bây giờ lần này bác sửa lại cho em là bác sửa cái phương pháp nào vậy? Và mình không có đủ kiến thức để Ngân biết được rằng, Ngân không có đủ kiến thức để Ngân biết được rằng đó là trước đây Ngân đã từng làm cái phương pháp đó rồi, thì bây giờ Ngân làm cái phương pháp này nó có ok hay không. Ngân hối hận là tại vì là Ngân không tìm hiểu kỹ và Ngân không có đủ kiến thức. Xong tỏi kháng viêm tốt. Hối hận vì tìm hiểu không có kỹ. Chị còn trẻ mà đi diễn chị tự makeup luôn hả? Đúng rồi, ở Việt Nam thì có khi mà Ngân diễn ở Sài Gòn đồ á, hoặc là Ngân diễn ở những cái nơi mà Ngân có người quen á, hoặc là Ngân biết cái bạn đó làm cho Ngân hợp á, thì Ngân sẽ book người đó làm, còn lại thì Ngân vẫn tự làm thôi. Nói chung là 90% các show diễn của Ngân là Ngân tự làm, còn 10% thì Ngân book làm cho vui, làm cho nó lạ lạ. Là mũi Ngân bị viêm nhiễm rồi, nếu mà bác sĩ mở ra đó mà bác sĩ thấy viêm nhiễm á thì bác sĩ rút sóng nha. Bác sĩ rút sóng xong rồi bác sĩ cấy trung bì nha, là lúc đó là mắt của Ngân rưng rưng luôn. Ngân nói là Ngân muốn là bằng mọi giá là phải làm được cho Ngân, cho dù nó có bị viêm nhiễm đi chăng nữa thì cũng phải làm cho Ngân. Ngân sẽ tự chịu trách nhiệm chứ Ngân không có đổ thừa. Đấy, Ngân nói vậy luôn. Thì lúc mà tỉnh dậy á, má ơi, câu đầu tiên Ngân hỏi người ta là mũi Ngân có làm lại được hay không, hay là rút sụn, thì người ta kêu chúc mừng em, mũi em làm lại được. Đó, Ngân nói vậy luôn mà. Nói bác sĩ mở ra mà có thấy viêm nhiễm thì cứ hút hết cái viêm đó xong rồi cứ đút sụn vô lại cho Ngân. Xong rồi Ngân để đó, khi nào mà chịu không được nữa thì Ngân sẽ rút ra, chứ Ngân không có chỉ thừa bác sĩ đâu. Thì ngủ dậy thì thấy là làm được.
có đau không chị? Mũi đợt trước chị làm á thì mũi á thì không có đau miếng nào hết trơn á, mà chỉ đau cái cây sụn sườn thôi. Những ai mà từng làm mũi sụn sườn rồi thì sẽ biết nha, lấy sụn sườn ở dưới đây nè, mà nhiều bà sân si lắm, thấy cái dấu vết mà Ngân lấy sụn sườn dưới này nè, nói Ngân á là hở hút mỡ. Trời đất ơi, sân si không có kiến thức. Hay chị tháo ra đi chị, em thấy nguy hiểm cho chị quá. Thôi nói chung tới đâu hay tới đó, chứ mình không biết trước được điều gì cả. Ok, kệ sống mũi. Cây kệ sống mũi của chế đâu rồi? Nhớ miền Tây quá. Chưa có show miền Tây. Thích về miền Tây lắm nha. Thiệt luôn á, tôi thích mấy bà ở miền Tây lắm á. Mắt có đeo len không Ngân? Không, hiện tại mắt của Ngân không có đeo len. Ngân có show Trung Quốc không Ngân? Không, hiện tại Ngân chưa có show Trung Quốc này. Bên Trung Quốc DJ đồ, DJ người ta đẹp quá mà. Thấy hiện tại vẫn chưa có làm show ai ở Việt Nam luôn á. Thiệt. Sao em thấy nó cứ lệch lệch? Ừ đúng rồi, mắt của em thấy đúng á, nó lệch thiệt em ạ. Không đeo len mà mắt đẹp quá nè. Vậy hả? Ngân vẫn chưa hài lòng với con mắt của Ngân đó nha. Nhưng mà tới thời điểm này cái mũi của Ngân bị hư rồi thì tự nhiên Ngân thấy hài lòng với tất cả rồi, chỉ trừ cái mũi thôi. Một xô ở Việt Nam bao nhiêu? Mũi chị giờ sao rồi? Mũi chị hiện tại đang bị co rút. Ngân có về Bình Thuận không? Có sửa lại được không chị? Có chứ, có sửa lại được. Có ai mong chờ tới tháng 11 giống như Ngân không? Để coi kết quả không. Tháng 11 trước khi mà Ngân lên bàn mổ, Ngân sẽ hỏi lại mọi người một lần nữa nha, là mọi người thích Ngân sửa lại dáng mũi nào, dáng mũi này nhưng mà dài đầu mũi ra thôi, hay là sửa lại dáng cao tay. Nhá. Ngân sắp về Lâm Đồng phải không? Đúng rồi, 22 tháng 9 Ngân có show ở Lâm Đồng ấy. Không chơi trung thu sao cưng? Em Ngân đang ở bên nước ngoài, bên này không có trung thu mấy chị ơi. Ở ngoài đường nó bình thường, nó bình thường, nó không có trung thu trung ơ gì hết á. Buồn lắm. Với lại hôm nay thứ hai á, cho nên ở bên châu Âu, bên nước ngoài người ta đi làm hết rồi. Cao tay hả? Chưa chắc là Ngân muốn cao tay là sửa lại được cao tay đâu nha. Tại vì cái thời gian mà Ngân nghỉ dưỡng á, nó mới chỉ có 4 tháng thôi, mũi đồ chưa có ra da ra thịt đồ gì hết trơn lắm, nó còn bị mất da mất thịt, nó co rút lên đây thì chưa chắc đó là sửa lại mũi cao tay được đâu. Nhưng mà thôi, Ngân sẽ đi tìm hiểu, đi tư vấn ở một vài nơi. Em thấy như bây giờ là xinh lắm rồi chị ơi. Nhưng mà chị thấy là nó bị, cái mặt của chị nó bị chế, gọi là bị chế. Nên chị muốn làm cho nó sắc nét lại. Hôm qua cũng có một cái anh chị, anh nói Ngân là hạ gò má rồi vẫn qua tiêm filler để cân chỉnh cho cái gò nó cao lên lại được. Ôi không biết có được không ta. À, trang điểm đi đâu vậy bé? Sụn sườn bị rút rồi phải không? Không, khi mà làm sụn sườn hình như là mình đâu thể nào mà mình lấy cái sụn sườn mà mình đắp lên trên cái sống mũi này được đâu, đúng không ta? Thường ví dụ mấy bạn làm sụn sườn á thì người ta chỉ lấy cái sụn sườn đó để mà bọc cái đầu mũi thôi nè. Còn ở phần trên này á là sẽ làm bằng sụn silicone hay là sụn silicone gì đó. Nói chung mấy bạn đừng hỏi tôi nữa, mấy bạn tôi đâu phải bác sĩ đâu. Nói riêng hỏi tôi tưởng đâu là tôi đang là chuyên viên tư vấn về thẩm mỹ á. Không biết. Chị làm lại mũi dập dừa đi hả? Ồ, có đắp sườn hết luôn hả? Hay quá vậy. Để sắp tới Ngân hỏi bác sĩ thử. Ngân idol của tôi. Nói nè mọi người ơi, có ai mẹ hở làm mũi sụn sườn mà lấy sườn của người khác làm chưa? Có ai làm vậy chưa? Răng thở hả? Răng của Ngân đâu phải răng thở đâu. Răng thở là phải dài ra nữa. Không được đâu chị hả? Vậy là trong trường hợp mà mình hết sụn sườn rồi thì sao? Vậy em nghĩ suốt cuộc đời mình không bao giờ được làm sụn sườn luôn à? Khả năng hiển thị like. Sớm giờ có làm gì đâu mà tự nhiên bị flop vậy ta? Bị cảnh báo like rồi nè. Vô duyên không? Hu. Bị cảnh báo. Có miễn hợp thôi. Làm sụn sườn đông khô
đông khô của người khác. Sữa ở Việt Nam hả chị? Đúng rồi, sữa ở Việt Nam. Thì sữa ở Việt Nam. Nãy chị nhắc FB đâu có đâu. Chị nhắc FB phở bò mà, chứ chị đâu có nhắc thẳng ra cái tên của nó đâu. Họ đờn xiền mũi không ngon. Ngon nghĩ là chắc là không á. Tại vì là hỏi họ, họ cứ kêu là đợi tới 6 tháng xong rồi cho họ coi cái kết quả, hoặc là qua họ thăm khám, thì ngon đâu có đợi được tới cái khoảng thời gian đó đâu. Nhiều khi 6 tháng mấy bạn qua mấy bạn thăm khám rồi người ta còn nói họ phải đợi 1 năm nó mới chính xác. Ngân không đợi được, cho nên là chắc Ngân sẽ tự làm theo ý của Ngân luôn. Hai chị Ngân, hello em. Xong. Ui, chưa kể Eleanor. Hu hu hu, có bảo hành không chị? Bộ đồ thương hiệu hả? Bộ đồ này đâu có thương hiệu gì đâu. Sao chị không qua Hàn Quốc hay Thái sửa lại mũi? Chị không sắp xếp được thời gian. Phiên like của bạn bị hạn chế. Phiên like của bạn không tiêu thủ tiêu chuẩn cộng đồng về hành vi gợi dục. Ủa, gợi dục chỗ nào? Chắc là do cái áo của Ngân. Xong. Để Ngân kết thúc cái live stream này nha. Ngân bấm like lại, chứ nó bị cái cảnh báo nè, bị flop. Kết. Ngon nha. Ngon á. Mà chưa nấm lắm. Mà thôi kệ. Bữa giờ ngày nào Ngân cũng ăn bún bò hết á. Ngày súp bò. Ăn xong lát ăn đi ăn hải sản. Ừ. Anh hỏi mấy anh đó cho mình hình của cái con tôm đó đi. Để lát mình đi tìm mình ăn. Con tôm Na Uy gì đó. Chị thích màu nào á, màu nào chị cũng thích hết á. Ừ. Chị không có thích màu xanh được thôi. Kiểu như là không thích lắm á, chứ cũng không phải là ghét. Ăn bún ăn phở, mọi người phải bỏ ớt, phải bỏ sa tế, đặc biệt là phải có chanh thì ăn nó mới ngon nha. Ngon không chị? Ngon lắm em ơi. Mũi hiện tại là chị làm lại hay tự nhiên vậy? Mũi này của chị có làm, nhưng mà đặt sụn thấp, làm mũi thấp.
Bàn ăn xinh ghê, càng nhìn càng mê. Ở bên Tây họ ăn hay thiệt ấy. Ngon thấy toàn ăn bánh mì, không có một chén súp gì nắm vô trong người á. Tây họ vẫn ăn phở nhá, họ vẫn vô quán Việt Nam hoặc là quán Tàu để họ ăn phở, ăn súp, ăn lẩu. Nhưng mà ngon thấy ít lắm, hiếm lắm. Hiếm Tây nào mà người ta thích ăn phở, ăn súp đồ lắm. Mà họ toàn ăn bánh mì không à. Trời ơi, ăn vậy sao ăn trời sáng bánh mì, trưa bánh mì, tối bánh mì. Ta nói gì ăn vậy nó lạnh bụng chết luôn á, khó chịu lắm. Mà hay ha, kiểu như là họ quen rồi á, sống từ nhỏ vậy nó quen. Nè, kẹp với lại miếng ớt nè mọi người, ớt xanh nè, ớt này có cây nha. Ngon. Thèm quá chị ơi. Bên đó đang mấy giờ mọi người? Bên Việt Nam á đang mấy giờ? Hẹn Bảo Lộc 22 tháng 9 này nha. Bảo Lộc Lâm Đồng. Ớt nè. Bên đó mới 7 giờ tối rồi hả? Còn 8 giờ tối hả? Còn sớm. Chị ngon có phong bạc không ạ? Phong bạc nghĩa là sống ảo á hả? Có chứ. Chị phong bạc ghê lắm á. Chị ăn ở đâu vậy? Chị ăn ở nào y? Em có đi sửa lại mũi nữa không? Có nha mọi người, tháng 11 em ngon sửa lại. Bao giờ chị lấy chồng? Ngon quá. Chua chua, cay cay, mặn mặn. Bên chị mấy giờ? Bên chị 3 giờ chiều. Ngon quá. Sướng gì đâu luôn á. Ở bên Na Uy này thì cũng ít người Việt chứ không có nhiều. Những cái nước mà Ngân đi diễn mà Ngân thấy người Việt nhiều á, Campuchia nè. Campuchia khỏi nói, Campuchia thì gần Việt Nam mình quá à. Nước thứ hai mà nhiều là nước Úc á. Úc người Việt mình nhiều. Thì thường Ngân đi diễn ở nước ngoài thì Ngân cũng diễn cho người Việt coi là chủ yếu thôi. Chỉ có 10% là người nước ngoài thôi.
ví dụ như người Việt mình á, người ta đi coi á, nhưng mà người ta có chồng là người nước ngoài hoặc là người yêu bạn bè là người nước ngoài á, thì người ta sẽ rủ đi chung. Còn lại thì Ngân vẫn diễn cho khán giả người Việt kiều bào mình tại nước ngoài xem thôi. Bên đó có múa lân không chị? Không. Bên này có múa cột không à? Múa cột. Trung thu Việt Nam mọi người đi coi múa lân, còn trung thu bên này chắc là Ngân đi coi múa cột. Bên này không có múa lân. Không có luôn á. Không có dấu hiệu gì của trung thu bên này luôn á. Chú Quang đâu rồi chị ơi? Chú Quang đang nằm trong phòng kìa. Ở Mỹ đông người Việt không chị? Ngân nghĩ là đông á, tại vì là đợt này nè, tháng 10 này nè, Ngân có 14 show bên Mỹ. Thì tất cả 14 show đã sold out hết rồi, mà sàn nào sàn nấy cũng từ 400 khách cho tới 1.000 khách. Sàn 1.000 khách là hình như có tầm khoảng 1-2 sàn à. Còn lại là từ 400 khách cho tới 800 khách, nhưng mà sold out hết rồi. Vé vừa mới lên chưa đầy một tuần nhưng mà hết 14 show là sold out rồi. Sold out là hết vé để bán luôn rồi đó. Thì Ngân nghĩ là người Việt bên Mỹ nhiều. Ngân nghĩ là nhiều nhưng mà Ngân chưa biết tiểu bang nào nhiều thôi. Môi chị tim tan rồi hả? Đúng rồi, môi chị tim tan rồi. Chị đang tính tim dày lại nè. Tim dày lại ăn uống đồ cho nó ngon. Sao có cảm giác tim cái môi dày lên ăn nó ngon ghê ta ơi. Rang tính làm môi dày lên đó mọi người. Tiêm xong cái môi có cảm giác không chị? Chị lấy tiêm xong về khoảng tầm 2 tuần đầu là nó còn sưng á, không có cảm giác. Còn 2 tuần đầu là nó không có cảm giác, rồi sau thì nó có cảm giác lại. Nhưng mà cái môi tự nhiên của mình ấy, môi thiệt của mình á, thì nó vẫn là có cảm giác nhất. Tại vì sao Ngân thấy á, là Ngân đi diễn á, Ngân quay lên á, mỗi lần mà Ngân cười với chụp hình nó hơi bị mớm. Cho nên là Ngân đang tính đi làm lại môi dày này. Một là chuẩn bị bay về Việt Nam làm luôn, còn hai là đợi làm mũi xong rồi hãy làm. Ủa, I love you trên mặt Ngân. Ngon quá. Hả? Thôi chị ơi, như này là đẹp rồi. Ngon quá. Chua chua, ngọt ngọt. À quên, chua chua, cay cay. Hấp hoài, không dừng được. Thấy chị tiêm môi lên xăm cười tươi hơn. Vốn vậy cái mặt cũ của Ngân á, mà mọi người thấy Ngân cười tươi và đẹp hơn cái mặt này á,
là tại cái mặt cũ của Ngân á, nó không có đang bị sưng gì hết, và Ngân cười nó tự nhiên được, Ngân cười thoải mái được. Còn cái mặt này của Ngân á là nó bị sưng, gò má vẫn đi ngủ, đi ngủ. Ủa sao kỳ vậy, phiên live lại bị hạn chế nữa rồi, sao mà cứ bị cảnh báo luôn vậy trời, trời bị hai cái luôn, bị hai cái cảnh báo luôn mọi người, kỳ ghê á. Chú Quang nè, chú Quang đi đâu vậy, giờ mình live cảnh giường chiếu đi chú Quang. Chị dùng son màu gì vậy? Chị dùng son màu đỏ. Đi chơi chưa? Không, không đi đâu. Chán lắm. Đi đâu vậy? Nhiều cảnh lắm á. Không có cảnh gì hết đó Quang. Cảnh này thật quen thuộc. Hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi. Mọi người thấy nhận xét như thế nào về khuôn mặt mới này của Ngân? Nếu mà lỗ mũi Ngân nó không bị lỗi. À, tại vì nãy Ngân uống nước đấy. Đúng rồi. Chắc là do cái cảnh uống nước hồi nãy đó. Uống nước thì sẽ bị gì? Nó tưởng mình uống RU nặng. Nó tưởng mình uống bờ ia dưới RU. Thôi bye bye mọi người nha, mới bị hai cái cảnh báo rồi, giờ cái live stream nó bị tụt người xem liên tục. Vô đây đi, vô làm tầm 700 bạ cho mọi người coi. Đây chú Quang vô nè, chú Quang đâu, mẹ ra. Đúng, ngu quá Quang. Nằm xuống. Rồi, banh ra. Banh ra, banh ra. Nói tầm bậy. Banh ra, banh ra. À, do đánh cái nhãn hiệu chai nước. Sữa riết giống. Cái mặt của cha y như là ở mấy cái ông quỷ ở dưới. Trời ơi, nhiều người chơi người ta mà không có. Ngộ vậy. Chị Ngân phong bạc. Ừ đúng rồi, chị phong bạc lắm em ơi. Chị là nữ hoàng phong bạc. Đừng có đứa nào mà giành cái thương hiệu phong bạc của chị, nghe chưa? Nghe chưa? Cắm sạc luôn kìa. Đâu có hết pin đâu cắm sạc. Ơ mũi đẹp mà đừng sửa nữa Ngân ơi. Không, mũi bị lỗi á bạn. Tại vì Ngân make up cho nên là nó che được á, chứ mũi Ngân không có đẹp đâu. Nói chung là nếu mà mũi của Ngân không bị co rút lỗ mũi thì gọi đẹp là được, còn mũi của Ngân là do Ngân make up cho nên là không có thấy cái lòi á. Chị xinh lắm rồi đừng sủa nữa. Bình Phước khi nào diễn Ngân, Ngân cũng chưa biết nữa. Mắt Ngân đẹp. Cảm ơn mọi người. Mọi người khen mắt Ngân nhiều nhưng mà thực sự là Ngân thấy mắt Ngân không đẹp. Tại vì Ngân lướt ở trên mạng á, Ngân thấy nhiều bạn mắt đẹp lắm. Ngân cũng ước ao có mắt giống mấy bạn đó. Nhưng mà chắc Ngân không dám sửa mắt đâu, Ngân sợ bị hư lắm. Bây giờ Ngân bị cái mũi co rút này là Ngân sợ rồi, Ngân biết sợ rồi. Chị có diễn ở Tây Ninh không ạ? À? Hiện tại thì Ngân chưa có show ở Tây Ninh. Nay không đi đâu diễn hả? Đẹp rồi Ngân ơi. Cảm ơn cả nhà. Xinh rồi sửa lại mũi thôi. Có nhiều người mà cứ thấy mình thẩm mỹ lên là kiểu người ta sợ mình đẹp lên, cái người ta ghét, người ta chửi rủa ghê lắm. Nhưng mà mọi người giờ Ngân có đẹp hay xấu hay Ngân có đẹp cỡ nào thì Ngân cũng chỉ có mình chú Quang thôi à. Thiệt sự luôn mấy bà, sao tính tôi không có mê trai nha. Đúng không anh Quang? Ừ. Ngân mắt đẹp lắm, nói giỡn thôi chứ Ngân có mê trai nha. Nhưng mà Ngân mê trai đẹp mà Ngân mê trai tay không à. Ngân là xưa giờ Ngân bị mê trai tay nha.
chứ chai Việt Nam thì còn chưa có mê. Chai Việt Nam thì mới quen môi không quen thôi à, mà quen ổng là không phải vì nhan sắc của ổng nha, không phải nha. Ngon quen chú Quang là tại vì chú Quang thương Ngân, còn mà quen vì nhan sắc là Ngân thích mấy anh bên Tây nè, nhất là mấy anh mà vệ sĩ cho Ngân á. Trời ơi, ta nói nó đẹp mà tối gì mà ngủ mà toàn là suy nghĩ tới mấy anh đó không à. Tại mình lì á, cho nên lâu lâu đánh mình chút thôi. Lẽ chưa, em chưa nói xong câu đó mà cầm lại. Là đàn ông mà phải mạnh mẽ. Trời, mọi người biết đâu mấy ông bên Tây nè nhiều anh đẹp lắm. Ta nói da nó trắng mà mắt á nó màu xanh, mũi nó cao. Trời ơi, nhìn y như là người AI, không có thiệt gì á mọi người. Còn anh là người có thiệt cho nên không cần phải so sánh. Còn mấy anh đó là nhìn y như là người không có thiệt vậy. Ta nói nha, mặt đẹp, da trắng, mắt xanh, tay cơ bắp, bụng sáu múi. Đơn mấy anh vệ sĩ của Ngân á mọi người. Mọi người mà coi mấy cái video đi diễn của Ngân, mọi người thấy mà mọi người không mê mới lạ. Ổng buồn trong lòng hả? Trời ơi, Ngân cũng có crush của Ngân, ổng cũng có crush của ổng chứ buồn gì. Nói chung là công bằng, Ngân với chú Quang là công bằng nha mọi người. Chú Quang ổng cũng có crush của ổng. Crush của ổng là mấy em Tây á. Nè, tôi chọc cho bả như vậy nè. Phóng lên. Đó, tôi chọc cho bả như vậy. Ổng có thấy. Ơi, sao nó bị lớp quá vậy ta? Nhìn không có thấy rõ. Cao to, trắng trẻo, nói chung là đẹp. Chọc cho bà như vậy đây. Rồi bà chọc cho tôi đâu? Không phải chọc cho tôi như vậy đây. Có giống quỷ không? Đẹp mà. Tại anh á, mấy khoảnh khắc của anh toàn em lấy góc được cho nó cân đối nha. Em lấy cho nó đứng ở dưới đây chút xíu cho nó đẹp không? Sao mình đây bố cục vậy đây? Trời đất quỷ thần mà. Tại vì anh không có đẹp cho nên là em không có thích chụp hình anh. Phải chứ anh đẹp như mấy anh Tây vệ sĩ của em đi. Mai mốt quá hở Ngân mà chia tay chú Quang nha, là Ngân sẽ qua mấy cái nước mà Ngân đã từng đi diễn rồi đó. Ngân qua Ngân tìm mấy anh Tây của Ngân và tìm mấy anh vệ sĩ của Ngân. Cho bà đẹp biết bao nhiêu mà chụp cho tôi chụp quá. Đây là hình chú Quang chụp cho Ngân. Dùm bê hả chú Quang? Lên như con zombie. Ngân mê chú Quang quá mà. Khi nào chú Quang hết thương Ngân thì chú Quang chia tay Ngân nha. Chứ Ngân thì Ngân không có chia tay chú Quang. Buông tha nhau đi. Hả, khi nào anh chia tay em, anh bỏ em thì thôi. Chứ Ngân là không có chia tay chú Quang nha. Mặc dù Ngân giờ, cho dù Ngân có hết thương chú Quang đi chăng nữa thì Ngân cũng không có chia tay chú Quang đâu. Tại vì chú Quang là người thương Ngân. Đấy, chú Quang là người giúp đỡ và chăm sóc Ngân. Cho nên là Ngân hay biết ơn, Ngân ở bên cạnh chú Quang. Không cần biết ơn, cần biết ơn nghĩa gì đây á. Có chứ, có nghĩa chứ. À, nên khi nào chú Quang hết thương Ngân thì chú Quang bỏ Ngân. Nói chung là khi nào mọi người thấy tự nhiên Ngân với chú Quang chia tay là do chú Quang bỏ Ngân đó nha. Đấy. Nó giỡn thôi chứ phải có tình cảm mới, phải thương nhau mới ở bên nhau được nha mọi người. Với cái bản tính của Ngân thì phải có tình cảm không mới ở bên được. Chứ mà không có thì không bao giờ mà ở bên được. Mê Ngân quá đi, chị Ngân ra clip ăn gà đi ạ. Để chị post mấy clip cũ nha, chị còn khoảng chục clip ăn gà cũ chưa post đây nè. Đang à, chú bị già rồi ý. Dễ thương lắm luôn. Chú Quang đang suy nghĩ. Chị lãng mạn quá. Ủa, chị lãng mạn hả ta? Lần đầu tiên có người khen Ngân lãng mạn luôn á. Sao nặng lời vậy bà? Nay chị lãng mạn quá. Ủa, Ngân vừa mới nói gì mà mọi người kêu Ngân lãng mạn ta? Đăng clip ăn mì tôm đi chị.
Bên mấy giờ chị? Bên này đang là 3 giờ trưa. Con cuốn đâu rồi chị? Con cuốn ở nhà đó. Giờ chị đang bên nước ngoài. Cuốn của chị ở Việt Nam. Kêu không bao giờ bỏ chú Quang trước hả? Thì khi nào mà chú Quang hết thương chị rồi đó, thì chị mà ổng không chịu bỏ chị thì chị sẽ bỏ ổng. Mê cái giọng nói của bà quá trời. Nay chị nhẹ nhàng vậy. Chị diễn ở Bình Định lần nào chưa? Có, chị diễn ở Quy Nhơn rồi, còn An Nhơn thì chưa. Mũi không bị lỗi là đẹp hơn trước nhiều. Ngân cũng hy vọng là vậy. Hy vọng tháng 11 sửa lại cái mũi thành công rồi thì mình mới biết chính xác được rằng là đẹp hơn trước hay không. Còn bây giờ cái mũi nó bị lỗi thì mọi người nói Ngân không đẹp bằng trước thì Ngân cũng phải công nhận điều đó. Tại vì cái khuôn mặt hiện tại mũi bị lỗi mà. Chị có đi Lào Cai đồ không? Lào Cai không biết chị đi chưa ta? Chắc là chưa quá. Quê chị ở đâu Bình Định vậy? Quê của Ngân là ở An Nhơn. Về Trà Vinh đi chị. Ngày nào chị về Bảo Lộc vậy chị? 22 tháng 9. Tối ngày 22 tháng 9 là đi thăm bà con bão lũ à chị. Là sao? Thực sự từ bây giờ cho tới tháng 11 là Ngân chạy show liên tục và công việc liên tục. Rồi sắp tới Ngân về Sài Gòn thì Ngân sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ. Đi tới mấy cái gì mà chỗ bảo trợ trẻ mồ côi đồ á. Tại vì đợt vừa rồi Ngân diễn bên châu Âu nè. Ngân được cũng gần 100 củ xuyền tiếp á. Gần 100 củ xuyền tiếp á. Là thường là Ngân sẽ để về để mà thăm mấy nhỏ mồ côi. Nhưng mà vừa rồi Ngân chuyển cho Ngân chuyển để ủng hộ khắc phục cái gì bão Gia Ghi á. Khắc phục hậu quả bão Gia Ghi. Ngân chuyển hết cái xiềng tiếp vừa rồi rồi. Cho nên là Ngân về Ngân sẽ bỏ xiềng túi của Ngân ra để Ngân đi thăm mấy nhỏ. Mà hồi xưa giờ bình thường Ngân cũng là bỏ tiền túi thôi. Mà có xiềng tiếp thì càng vui. Quán nào Bảo Lộc vậy chị? Không, 22 tháng 9 này là chị diễn ở hội chợ ẩm thực Thái Lan á, chứ không phải là trong quán bar. Hello chị Ngân, Vũng Tàu có show không chị? Đồng Nai, hồi xưa Ngân cũng có diễn Đồng Nai rồi. Em lên chơi với chị nha. Ok em. Chị đi Mỹ lần nào chưa chị? Chưa, tháng 10 này là lần đầu tiên chị đi luôn. Chị đi diễn. Nhưng mà ở đó tới hơn 40 ngày lận, nhớ nhà lắm. Nghĩ tới cảnh ở 40 ngày thôi là thấy nó đã chán nản rồi. Nhưng mà quan trọng là mình đi diễn. Nhưng mà mỗi lần mà đứng trên sân khấu diễn mà gặp khán giả rồi thì mình sẽ vui lại. Còn lại diễn xong rồi là chán lắm. Diễn xong rồi là ở nhà buồn chán lắm. Ngân thì rất là thích diễn, đi diễn ở Sài Gòn hoặc là diễn mấy cái tỉnh miền Tây, hoặc là những cái tỉnh mà mình đi xe từ Sài Gòn đi khoảng tầm 5-6 tiếng thôi á, thì diễn xong là về nhà được liền luôn. Còn mà đi diễn ở mấy cái tỉnh mà phải đi máy bay á, thì diễn xong rồi là phải ở lại đêm đó, qua ngày hôm sau mới bay về được. Buồn lắm. Chỉ thích diễn xong rồi là được về nhà liền thôi. Ngân đang nghĩ đến mũi miết hả Ngân? Bình thường thì Ngân không có nghĩ tới. Nhưng mà ví dụ mà mỗi lúc mà Ngân mắc cúp đồ á, hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ á, thì Ngân tẩy trang á, thì Ngân vẫn ngắm. Ngân ngắm cái mũi của Ngân. Ngân ngắm để coi thử nó, cái tiến độ mà bị co rút á, nó nhanh như thế nào. Bây giờ Ngân không có mong là mũi của Ngân nó hết co rút đâu. Tại vì là chuyện đó là chuyện không thể nào. Một khi nó đã bị co rút rồi thì chỉ có càng ngày nó càng co rút nặng hơn thôi.
Cho nên là ngon mong là nó không có bị co rút nặng hơn cho tới tháng 11. Tại vì tháng 10 á là ngon diễn liên tục luôn.